Địa điểm hành hương nổi tiếng Kedarnath, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của Ấn Độ giáo, nằm ở Rudraprayag, trong lòng của gã tua Himalaya, cách Rishikesh 221 km. Nó nằm trên nền của dãy Kedarnath ở độ cao 3.580 m. Đây là một trong bốn địa điểm tạo nên mạch hành hương Chotachadam cùng với Badrinath, Gangotri và Yamunotri. Nó cũng là một trong 12 Jyotirlinga hay địa điểm linh thiêng của thần Shiva, nơi còn được gọi là vùng đất của các vị thần trong nhiều thế kỷ. Theo hãng Asia Times, hàng triệu người đến thăm khu vực này mỗi năm để tìm kiếm các phước lành thiêng liêng hay thực hiện các cuộc hành hương đến núi linh thiêng dành cho các vị thần. Ghé thăm ngôi đền Kedarnath là nghi thức quan trọng không thể thiếu trong Chadam Yatra, cuộc hành hương nổi tiếng của tín đồ Hindu ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. Nhiều người trong đám đông khổng lồ tham gia cuộc hành hương nổi tiếng của tín đồ Hindu cho rằng điều quan trọng là phải thực hiện cuộc hành hương này ít nhất một lần trong đời, họ thường coi đó là hành trình quan trọng nhất phải thực hiện. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu hiện đang đe dọa các địa điểm linh thiêng của khu vực này. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, các sông băng trên các đỉnh núi cao 6.000 m phía trên Kedarnath tan chảy và rút lui với tốc độ đáng báo động. Hiện tại các thảm họa biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến tôn giáo, định hình lại các ý tưởng và thực hành tôn giáo. Được bao bọc bởi dòng sông Mandakini xinh đẹp, những ngọn núi phủ đầy tuyết, những khu rừng và khung cảnh mê hoặc, Kedarnath là một trải nghiệm tâm linh sâu sắc cho du khách. Mỗi năm, hàng ngàn người hành hương theo đạo Hindu đổ về ngôi đền để tìm kiếm sự ban phước của thần Shiva. Điều gì đã làm cho thị trấn này trở nên đặc biệt như vậy? Câu chuyện của Kedarnath có nhiều phiên bản khác nhau về nguồn gốc của ngôi đền Kedarnath. Một số người cho rằng nó được xây dựng bởi nhà tiên tri Hindu Adi Shankaracharya vào thế kỷ thứ 8. Các phiên bản khác cho rằng nó được xây dựng bởi Raja Bhoi của Malwa vào thế kỷ thứ 2. Nhưng điều gì đã truyền cảm hứng cho họ? Một lần nữa, lại có rất nhiều câu chuyện được kể lại. Một trong số họ dẫn từ Mahabharata. Truyền thuyết kể rằng, sau cuộc tàn sát Kurukshetra, các Pandava đã tìm cách gặp thần Shiva để xin ngài tha thứ cho những tội lỗi trong chiến tranh. Shiva, không hài lòng với họ, đã từ chối một cuộc họp và rời khỏi Kasi, nơi ở của mình. Ngài xuất hiện với tư cách là con bò được Nandi trong Gopakasi. Nhưng các Pandava đã phát hiện ra và cố gắng bắt Nandi. Shiva trốn thoát và lần này xuất hiện trở lại ở 5 phần khác nhau, ở những nơi khác nhau, khuôn mặt ở Rudrana, cánh tay ở Tungnath, rốn và bụng ở Madhya Mahesua, ổ khóa ở Kapur và cái bướu ở Kedarnath. Tồn tại dưới tuyết trong 400 năm. Các nhà địa chất cho rằng ngôi đền Kedarnath nằm dưới tuyết trong gần 400 năm, vào khoảng năm 1300-1900 sau công nguyên, thời kỳ được gọi là kỳ băng hà nhỏ. Các nhà khoa học từ Viện Địa chất Wadia của Himalaya, Dehradun, cho biết một số đường màu vàng trên các bức tường của ngôi đền chỉ ra hoạt động băng hà trong khu vực. Theo báo cáo này, ngôi đền không chỉ tồn tại dưới tuyết trong 400 năm, mà còn thoát khỏi bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào do chuyển động của băng hà. Các nhà khoa học cho biết, ngay cả bên trong ngôi đền cũng có dấu hiệu của sự chuyển động của băng hà và đá bóng hơn. Báo cáo cho biết thêm rằng, các nhà khoa học đã nghiên cứu kiến trúc và kết luận rằng, những người thiết kế ngôi đền không chỉ lưu ý đến địa hình, mà còn cả sự hình thành của tuyết và sông băng. Đồng thời đảm bảo rằng, cấu trúc đủ vững chắc để không chỉ chống chọi với thiên tai mà cả thời gian trôi qua. Các vị thần nổi giận. Sự xuống cấp của sông băng đang diễn ra trên khắp thế giới, nhưng các sông băng cận nhiệt đới ở các vùng núi cao như dãy Himalaya của Ấn Độ lại dễ bị tổn thương hơn do vĩ độ thấp. Nhiều nhà khoa học khí hậu tin tưởng rằng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến dãy Himalaya nhiều hơn hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Các sông băng tan chảy để lại một lượng nước khổng lồ trong các hồ, tuyết bám vào các sườn đồi và tan dần, trong khi mưa đổ xuống sườn dốc ngay lập tức gây xói mòn, sạt lở đất và lũ lụt. Sự kết hợp giữa mưa cực đoan và lũ lụt bùng phát từ hồ băng có thể dẫn đến lũ lụt chết người, như đã chứng kiến trong thảm họa ở Kedarnath năm 2013. Năm 2013, lũ quét lớn quét qua Uttarakhand. Trận đại hồng thủy đã cướp đi sinh mạng của 197 người. Khoảng 236 người bị thương và 4.021 người mất tích. Tổng cộng có 2.119 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn, 3.001 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 11.759 ngôi nhà bị hư hỏng một phần, theo báo cáo. Kedarnath, ngôi đền và thị trấn cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên, nhưng ngôi đền vẫn tồn tại. Một số người nói rằng, một tảng đá lớn đã chặn đường đi của nước và cứu ngôi đền khỏi bị cuốn trôi. Phép màu hay chỉ là kiến trúc tuyệt vời, ngôi đền vẫn tồn tại và tiếp tục thu hút những người sùng đạo cho đến ngày nay. Trong thời gian dài, thiên nhiên và con người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Những người sống trong khu vực này đều hiểu được những thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở đây trước tác động của biến đổi khí hậu. Ở Gangotri có một ngôi đền thờ nữ thần sông Hằng.
một người dân ở Gangochi cho rằng, các vị thần đang nổi giận với chúng tôi, vì cách chúng tôi đang hành động. Tôi nhận thấy đây là những thảm họa, liên quan đến thời tiết, được hiểu là hành động thiếu ý thức của con người, đặc biệt là sự coi thường môi trường, người dân ở Gangochi nói. Sự thay đổi thần học quan trọng, đang diễn ra trong Ấn Độ giáo ở Himalaya, do hậu quả của biến đổi khí hậu, được xem như là sự chuyển đổi quan niệm cơ bản về các vị thần, từ những vị thần ban phước sang những vị thần trừng phạt. Mọi người đang gây ra rất nhiều ô nhiễm. Vì điều này, khí hậu đang thay đổi, và các vị thần bắt đầu trừng phạt chúng tôi, một người dân ở Uttarkashi đã nói như vậy. Theo một số cách, không có gì mới khi khẳng định rằng, ý thức của con người và môi trường có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhưng mức độ thay đổi đang diễn ra, sẽ thúc đẩy một mức độ quan tâm mới. Các vị thần là tự nhiên. Khi chúng ta không tôn trọng tự nhiên, nghĩa là chúng ta không tôn trọng các vị thần. Bây giờ họ đang tức giận vì những gì chúng ta đang làm với thiên nhiên. Đây là lý do tại sao các cơn bão hủy diệt ngày càng gia tăng, một người dân ở đây đã nói vậy. Hy vọng có điều kiện. Tuy nhiên, tất cả không bị mất và vẫn còn hy vọng. Mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển và tránh được điều tồi tệ nhất nếu con người sẵn sàng thay đổi cách thức của mình. Cụ thể, nhiều người cho rằng đã đến lúc để trở lại sự tôn trọng hơn với các vị thần của vùng đất. Khi được hỏi làm thế nào để làm hài lòng các vị thần và xoay chuyển tình thế, một người dân ở Kedanet chỉ nói đơn giản, một lần nữa hãy tôn trọng đất đai và thiên nhiên. Hành vi của con người vẫn là một yếu tố chính trong thế giới quan tổng thể và việc quay trở lại các mối quan hệ, tôn trọng với môi trường sống là chìa khóa cho một tương lai bền vững. Nhiều người dân Himalaya nói rằng con người có quyền lựa chọn, quay trở lại mối quan hệ cùng có lợi hơn với thế giới tự nhiên, nhưng nếu những lời cảnh báo mạnh mẽ từ thiên nhiên không được chú ý, thì sự hủy diệt lớn sẽ xảy ra và gây nên kết cục tồi tệ. Lũ lụt liên tục xảy ra ở trung tâm dãy Himalaya với cường độ và tần suất ngày càng tăng. Kể từ thảm họa năm 2013 tại Kedarnath, hơn 800 người đã thiệt mạng trong lũ quét ở vùng Chadam. Cuộc hành hương Kedarnath đã bị tạm dừng vào năm 2022 vì lũ lụt và sạt lở đất chết người, nhưng chính phủ Ấn Độ hiện tại vẫn thúc đẩy mạnh mẽ du lịch tôn giáo ở khu vực này. Năm 2022 chứng kiến số lượng kỷ lục những người hành hương đến thăm Kedarnath và ba địa điểm Chadam khác ở trung tâm dãy Himalaya. Điều này chỉ gây thêm căng thẳng cho vùng đất với các tòa nhà bổ sung, đường xá đông đúc và phương tiện gây ô nhiễm. Với việc xe cộ, nhà máy và các hoạt động khác của con người tiếp tục gây ra số lượng lớn khí nhà kính vào bầu khí quyển đang khiến hành tinh nóng lên, các chuyên gia lo ngại những thảm họa như Kedarnath đã thấy vào năm 2013 sẽ chỉ trở nên phổ biến hơn trong thời gian tới. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.